Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thực sự là hơi bị ốm và mọi người cứ nhìn thấy đây này, mũi đỏ, lại bị cúm. Nhờ thôi vì là có một cái thông tin rất là vui, thành ra là mình cũng muốn làm vlog để nói với tất cả mọi người. Như ở một lần trước ấy thì Minh Hải đã thông báo với mọi người là giám đốc kỹ thuật Jürgen Gede có thể sẽ không làm việc cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam nữa. Và thực tế thì trong một cái bữa ăn gần đây nhất giữa chúng tôi với nhau thì ông đã nói là đây có thể là bữa chia tay. Nhưng đến bây giờ thì có lẽ là chúng ta cũng không phải chờ đợi lâu nữa vì một cái thông tin rất là vui là giám đốc kỹ thuật Jürgen Gede đã chính thức ký hợp đồng 2 năm với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Và đấy là điều không biết là các bạn như nào, nhưng đấy là điều mà tôi vô cùng chờ đợi. Và thực sự thì hôm nay rất là vui. Nhưng chúng ta cũng sẽ nói một chút liên quan đến ông Gede. Vì sao ông lại không sang Indonesia để cùng hợp tác với huấn luyện viên Vũ Hồng Việt ở đội U16 hay là huấn luyện viên Park Hang-seo ở chiến dịch ASEAN này? Và đặc biệt là ông Jürgen Gede thì có cái gì hay cần phải phát huy, có cái gì dở cần phải thay đổi một chút, và Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng dành cho ông ấy một cái quyền như thế nào? Cũng xin được kể cho mọi người nghe một câu chuyện liên quan đến chuyện bếp núc. Đấy là cái quá trình mà khi mà tôi bắt đầu nói chuyện với ông Jürgen Gede thì tôi biết được rằng là ông sắp hết hợp đồng. Và có một vài cái nguồn tin thì biết được rằng có một vài đội, thậm chí là có những cái đội bóng rất là lớn ở Việt Nam mà hình như là các bạn cũng đã đoán ra rồi, họ cũng đã xây dựng đội bóng và cũng đã cố gắng lên hạng cao nhất. Đấy là một cái đội bóng ở một tập đoàn rất là lớn, nhưng ông muốn làm cho đội tuyển quốc gia. Và lúc đấy thì tôi đã, tức là bằng cái nhìn cá nhân ấy, thì tôi thấy là ông đã đóng góp rất là nhiều cho bóng đá Việt Nam. Bằng chứng là chúng ta thấy là U16 của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cũng vào vòng chung kết U16 châu Á. U19 của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thì cũng đã vào đến tận bán kết và giành luôn cả suất dự U20 World Cup. Hay là huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng được ông Jürgen Gede. Và cuối cùng thì chúng ta đã có một giải đấu rất là thành công. Trong khi đấy thì huấn luyện viên Húc Thắng là người không sử dụng ông, và đội của chúng ta bị loại ngay từ vòng bảng ở SEA Games. Đấy thì chúng ta nhìn thấy một cái thành tích nó rất là dễ nhìn vậy thôi. Đấy thì tôi thấy rằng là cái việc mà thuyết phục mọi người, gây sức ép cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải ký hợp đồng với ông Gede, thì tôi cũng đã đi gặp Tổng thư ký Lê Hoài Anh, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, và có những cái buổi mà tôi cũng nói với các thành viên của Hội đồng huấn luyện viên quốc gia. Trong đấy thì có huấn luyện viên Mai Đức Chung. Có một hôm tôi đi uống cà phê và tôi gặp huấn luyện viên Mai Đức Chung và hai chú cháu ngồi nói chuyện với nhau. Thì tôi nói là đấy, nó là như thế. Và cuối cùng thì huấn luyện viên Mai Đức Chung nói rằng bằng cái uy tín cá nhân thì chú sẽ nói với thường trực liên đoàn là phải giữ ông Gede ở lại. Và cuối cùng rất là may là ông Gede đã gia hạn hợp đồng với chúng ta trước khi ông ký hợp đồng với các đội bóng khác. Và thực sự thì đây cũng là điều mà tôi cảm thấy là ông Gede cũng đã rất là kiên trì và yêu Việt Nam thì ông mới đợi đến giây phút này. Và liên đoàn thì cũng đã rất là cố gắng, bởi vì là khi mà họ chưa đại hội, nói chính xác hơn là chưa chuyển giao quyền lực sang cho người khác mà họ đã dám ký để giữ chân ông Gede. Đây là điều chưa từng có. Thì đây cũng là một điều rất là tuyệt vời. Thời gian vừa rồi thì rất là nhiều người đặt ra câu hỏi là tại sao lâu nay thì chúng ta không thấy ông Jürgen Gede, có phải chăng là ông đã không ký với Liên đoàn bóng đá Việt Nam hay không? Và cuối cùng thì bây giờ thì tôi đã có thể khẳng định là ông Jürgen Gede đã ký hợp đồng 2 năm với Liên đoàn bóng đá Việt Nam và cũng sẽ tiếp tục đồng hành với các đội tuyển quốc gia. Đấy là một thông tin rất là vui. Nhưng câu hỏi đặt ra là vì sao thời gian vừa rồi thì ông lại không đi cùng đội U16 Việt Nam của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt hay là đội Olympic Việt Nam tại ASEAN với huấn luyện viên Park Hang-seo. Tất cả chúng ta đều đã biết là trong những cái thành công rất là lớn của U16 Việt Nam, U19 Việt Nam ở vòng chung kết U16 và U19 châu Á, U20 World Cup, và đặc biệt là đỉnh cao của chúng ta chính là vòng chung kết U23 châu Á, thì cái dấu ấn, cái vai trò của huấn luyện viên Park Hang-seo, của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt là rất đậm nét. Nhưng tất cả những người hùng này đều khẳng định một điều là nếu như không có ông Jürgen Gede thì họ sẽ không thể thành công được như thế. Và rất nhiều người đặt ra câu hỏi là vì sao đợt này ông lại không sang Indo cùng với thầy trò huấn luyện Park Hang-seo. Thì câu trả lời nằm ở vợ của ông Jürgen Gede. Bà Jürgen Gede thì bị ốm, bị một căn bệnh rất là lạ. Và họ xác định được là bà đã bị nhiễm một con virus nó không biết tên là gì. Và khi mà đưa từ Đức sang Pháp, sang Hà Lan thì các bác sĩ hàng đầu cũng nói rằng là họ hoàn toàn không biết là bệnh của bà là bệnh gì.
Ông John Gede thì cảm thấy rất là lo lắng bởi vì con virus này nó khiến cho bà cảm thấy người nó mất lực, rồi cơ thể nó rệu rã, và đặc biệt là nó gây đau đầu rất là nặng. Và cuối cùng thì ông John Gede đã phải trở về để chăm sóc vợ. Và đến bây giờ thì bà Gede đã hoàn toàn bình phục. Và điều đặc biệt là người ta cuối cùng cũng không biết con virus đấy là con virus gì, và cũng không biết là vì sao khỏi, chỉ biết rằng bây giờ cuộc sống đã trở lại bình thường. Và đó là lý do vì sao ông Julian Gede đã không đi cùng với U16 Việt Nam của huấn luyện viên Hùng Việt và huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với đội Olympic Việt Nam tại chiến dịch ASEAN. Tuy nhiên thì có thể tới đây khi mà công việc gia đình cũng đã ổn thỏa thì ông Julian Gede có thể bay sang Indonesia để tiếp tục giúp đỡ thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông Julian Gede thì đã làm giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam được 2 năm rồi. Và trong quá trình 2 năm vừa rồi thì ông cũng vỡ ra rất là nhiều điều. Đặc biệt là ông cũng đã có một cái giai đoạn mà được cho là phải mất rất nhiều thời gian. Đấy là làm quen, đấy là thích ứng, đấy là có được một cái ngôn ngữ chung để làm việc với những cái đơn vị mà hợp tác với ông. Thế đến bây giờ thì người ta rất là kỳ vọng là 2 năm tới sẽ là một cái khoảng thời gian mà tài năng của ông Julian Gede sẽ được thăng hoa hơn và đóng góp nhiều hơn cho bóng đá Việt Nam. Nhưng mà chúng ta cũng đã thấy là ông Julian Gede trong 2 năm vừa rồi thì với những cái góc quan sát của tôi cũng như là lấy được những sự phản hồi từ những người làm việc với ông thì có hai vấn đề rất lớn. Một là ông Julian Gede là người rất là thẳng tính, và ông là người mà không ngại đưa ra những cái đề xuất của mình, thậm chí là phê phán những cái cách làm hay là những cái kế hoạch không đúng. Bởi vì nói thật là ông Gede khi mà đến từ một cái nền bóng đá tiên tiến hơn chúng ta rất là nhiều thì đương nhiên là tất cả những cái gì của bóng đá Việt Nam ông cảm thấy đều là gai mắt, đều là chướng tai hết. Nhưng cái cách mà ông góp ý với mọi người đôi khi khiến cho nhiều người bị tổn thương. Nhiều người nói rằng là ông Gede quá nóng tính và nhiều khi ông ấy chê mọi người. Thì cũng cảm thấy là ông cũng có những cái cách mà ông chê mọi người khiến cho mọi người cảm thấy bị tổn thương. Đấy, và có một điều nữa tôi cũng cảm thấy là đây cũng là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Đấy là phải chăng là chúng ta cũng nên thay đổi, người Việt Nam của chúng ta cũng nên thay đổi trong cái cách làm việc với người nước ngoài. Người nước ngoài người ta không câu nệ điều gì cả, cứ cái gì tốt cho công việc là người ta làm. Mà chúng ta thuê ông ấy về là để làm tốt cho bóng đá Việt Nam, trong khi những cái đề xuất của ông ấy để tốt cho bóng đá Việt Nam thì đôi khi chúng ta lại không nghe. Đấy, và trong suốt 2 năm vừa rồi chúng ta có thể đưa ra một kết luận là ông Gede là người mà cống hiến rất nhiều cho các đội. Bằng chứng là huấn luyện viên Vũ Hồng Việt, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và ông Park Hang-seo, những người mà có sự hỗ trợ của ông thì đều thành công rất là lớn. Trong khi đấy, huấn luyện viên Hữu Thắng, người mà không hợp tác được với ông thì cuối cùng đã thất bại. Chúng ta thấy là chiến dịch SEA Games chúng ta bị loại ngay từ vòng bảng. Cho nên là tôi xin được nhắc lại là có 2 điều ông ấy nên thay đổi. Một là cái cách mà ông góp ý cho mọi người, cách mà ông phân tích để mọi người hiểu hơn về cái chiến lược của mình. Và cái thứ hai, đôi khi ông cũng phải lựa chọn được ngôn ngữ để truyền tải những cái thông điệp của mình. Vì tôi nghĩ là cuối cùng thì ông ấy vẫn phải đưa ra được những ý tưởng, và ý tưởng đấy phải được thực hiện một cách trọn vẹn. Mà muốn ý tưởng đấy được thực hiện một cách trọn vẹn thì tôi nghĩ là nhiều khi cái sự tinh tế trong cách sử dụng ngôn ngữ, ở đây chúng ta nói là nhiều khi là chiều người được việc, nói một vài câu để cho mọi người cảm thấy là phấn chấn làm việc, thì tôi nghĩ là như thế nó sẽ phù hợp với người dân Việt Nam hơn. Những người làm việc với ông cũng phải thay đổi, và bản thân ông cũng nên có một chút thay đổi thì hiệu quả công việc sẽ tốt hơn rất nhiều. Liên đoàn thực sự là cá nhân tôi cho rằng vẫn chưa tận dụng được hết tài năng và chất xám cũng như là cái khát vọng cống hiến của ông Julian Gede. Thì chúng ta thấy là bình thường ra chúng ta định nghĩa là giáo đốc kỹ thuật là người quy hoạch toàn bộ liên quan đến chuyên môn, từ cái chuyện là đào tạo trẻ như thế nào, lối chơi ở các đội tuyển quốc gia, từ đội tuyển thấp đến đội tuyển cao, từ đội tuyển U cho đến đội tuyển quốc gia, chúng ta phải thống nhất một cái ngôn ngữ như thế nào. Và thậm chí là còn phải tư vấn cho các đội bóng ở giải vô địch quốc gia họ phải phát triển theo hệ thống như thế nào, để từ đào tạo trẻ cho đến giải vô địch quốc gia và cho đến các đội tuyển quốc gia họ đều có một cái cách để có thể chơi một cách nhuần nhuyễn hơn, hiệu quả hơn. Đấy là yếu tố thứ nhất. Và thực sự thì nếu như đặt cho ông ấy một cái vai trò như vậy thì ông ấy phải là tư lệnh về mặt chuyên môn, và ông ấy về mặt quyền lực ấy, thì nên chỉ đứng sau một mình chủ tịch thôi. Và nếu mà về chuyên môn thì ông ấy phải là người cao nhất. Đấy là điều mà chúng ta chưa thấy. Ở chúng ta nói ở Thái đi, ông giáo đốc kỹ thuật là người mà gần như là có quyền quyết định tuyệt đối.
Thậm chí là ông giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã sa thải Kiatisak. Đấy, chúng ta thấy là một huấn luyện viên quốc dân, là một cầu thủ quốc dân, là một người có uy tín rất cao ở Thái Lan, nhưng ông ấy cũng sa thải. Nó rất là khác ở Việt Nam. Ở Việt Nam là chúng ta, những huấn luyện viên được quyền lựa chọn, và họ đã lựa chọn như thế nào, đến đề nghị ông đi ông làm việc này cho tôi, ông làm việc kia cho tôi. Đấy, và thậm chí là nhiều khi họ sang cái đất nước mà chúng ta thi đấu, nhưng cuối cùng thì đôi khi là cũng không có một cái áo của đội để mặc. Chứ đừng nói là cái chuyện là can thiệp vào cái chuyện liên quan đến chuyên môn. Đấy là điều mà tôi thấy là đang hơi ngược, đang ngược rất là nhiều. Và chuỗi thời gian vừa rồi thì chúng ta thấy là ông Gede thực sự là ông cảm thấy, thực ra là không biết nói như thế nào, nhưng ông cảm thấy rất là bị tổn thương. Bởi vì ông ấy lựa chọn Việt Nam là cái nơi để làm việc, là bởi vì ông cho rằng là giám đốc kỹ thuật của một liên đoàn bóng đá quốc gia nó rất quan trọng, nó rất uy tín, nó rất danh giá. Nhưng cuối cùng khi ông sang đây ông làm thì chính ông là người bị quyết định, chứ không phải là người được đưa ra quyết định. Cho nên nhiều người cứ hay trêu ông là ông làm rất là nhiều những cái việc khác, và người ta gọi ông là vụ trưởng, vụ tạp, tức là tạp vụ, tức là cái gì cũng phải làm. Và ông ấy vẫn cảm thấy rất là vui vẻ để cống hiến. Đấy là điều thấy rất là hiếm thấy. Như vậy là chúng ta đã có giám đốc kỹ thuật Julian Gede thêm 2 năm nữa. Và bóng đá Việt Nam của chúng ta có cơ hội để phát triển, các huấn luyện viên của chúng ta cũng có cơ hội để học hỏi. Và đến bây giờ thì tôi hy vọng rằng là tất cả mọi người sẽ đều có sự thay đổi. VFF có sự thay đổi, ông Gede cũng có sự thay đổi, các huấn luyện viên, rồi những ông bầu cũng có sự thay đổi trong cái cách tương tác, để chúng ta tận dụng tối đa cái tài năng, cái chất xám và cái khát vọng của ông Julian Gede. Và cũng rất là hy vọng rằng là với ông Gede thì bóng đá của chúng ta sẽ lại tiếp tục thăng hoa, tiếp tục phát triển. Trước khi kết thúc vlog này thì Minh Hải cũng xin được cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho vlog Minh Hải vừa mới tròn 4 tuổi vào ngày 15 tháng 8 vừa rồi. Và cũng rất là mong là chương trình vlog Minh Hải cũng sẽ được nhận được cái sự quan tâm của mọi người nhiều hơn, ủng hộ nhiều hơn, để tôi hy vọng là trong năm nay, trong năm 2018 này thì vlog Minh Hải trên YouTube sẽ cán đích là 100.000 sub và tôi sẽ lấy được cái nút bạc. Còn ở trên fanpage thì cũng rất là mong là có được khoảng tầm 100.000 like. Thì điều đấy là điều rất là tuyệt vời. Và đấy cũng là động lực để cho tôi cố gắng hơn. Đấy, và cũng mong rằng, rất là mong là mọi người cũng sẽ ủng hộ shop Minh Hải Sport. Và hiện nay thì chúng tôi đang có chiến dịch giảm giá 10% cho tất cả mặt hàng. Và nếu các bạn yêu vlog Minh Hải thì hãy ủng hộ cho shop Minh Hải Sport để chúng tôi có thêm những cái nguồn kinh phí để đầu tư cho chương trình ngày một tốt hơn. Một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả mọi người.